Dự báo thời tiết 7 tháng 4, Sa Pa rét 7 độ, miền Trung mưa to. Nhiệt độ miền Bắc đồng loạt giảm sốc, từ 8 đến 12 độ, đêm qua Hà Nội rét 16 độ, Sa Pa, Lào Cai, rét sâu 7 độ. Từ sáng qua, người dân miền Bắc đã bắt đầu cảm nhận được không khí lạnh cuối mùa, nhiệt độ giảm nhanh, kèm theo gió đông bắc thổi mạnh và mưa to, khiến cái rét càng thêm ngấm. Đến 16 giờ chiều qua, nhiệt độ toàn miền Bắc đã thấp hơn từ 8 đến 12 độ so với ngày trước đó. Cụ thể, Lào Cai giảm từ 10 xuống 19 độ, Lai Châu từ 28 xuống 18 độ, Lạng Sơn 25 độ xuống 15 độ, Hà Nội giảm 8 độ, về mức 20 độ, Hải Phòng giảm 8 độ về mức 16 độ. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm, rét nhất tại Hà Nội xuống mức 16 độ, thành phố Lạng Sơn 13 độ, các tỉnh vùng núi khác phổ biến 12 đến 15 độ, riêng Sa Pa, Lào Cai, rét sâu 7 độ. Đây cũng là mức nhiệt thấp nhất trong đợt rét cuối mùa này. Sang hôm nay, từ trưa chiều, toàn miền Bắc sẽ hưởng nắng nhẹ, khu vực đồng bằng lên mức 18 đến 22 độ C, Hà Nội 21 độ, vùng núi rét 16 đến 19 độ. Sau đó từ ngày mai, trời sẽ tiếp tục tăng thêm 1-2 độ C và sang đầu tuần sẽ ấm áp trở lại. Vào đến miền Trung, khắp từ Thanh Hóa Bình Định, hôm nay sẽ có mưa, trong đó khu vực từ Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, kèm dông rải rác do tác động của không khí lạnh. Mức nhiệt cao nhất ở Thanh Hóa Nghệ An, hôm nay không quá 22 độ, Thừa Thiên Huế, không quá 24 độ, khu vực Đà Nẵng Quảng Nam, 25 đến 28 độ. Khu vực Ninh Thuận Bình Thuận, hôm nay nắng 28 đến 31 độ. So với hôm qua, Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay đều dịu hơn, nhiệt độ giảm từ 1 đến 2 độ C, cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 28 đến 31 độ C, đêm se lạnh 19 đến 22 độ, Nam Bộ giảm còn 31 đến 34 độ C. Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trong ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Theo tin tức mới nhận từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm hôm nay, 7 tháng 4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi khác ở Trung Trung Bộ, gây mưa rào và dông diện rộng. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10. Trong ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, trong ngày và đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá, và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5. Ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 đến 18 độ, vùng núi 12 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 đến 17 độ. Dự báo đợt rét này ở Bắc Bộ sẽ còn xảy ra trong ngày và đêm hôm nay, từ ngày mai 8 tháng 4, trời ấm dần. Ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sáng có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, từ đêm nay gió giảm dần. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước, ngày và đêm 7 tháng 4 năm 2018. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm 50 đến 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5, đêm gió giảm dần. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, độ ẩm 45 đến 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi 16 đến 19 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, độ ẩm 65 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, phía Nam 17 đến 20 độ C. nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, phía Nam 20 đến 23 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, và có nơi có dông, phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, 3, vùng ven biển cấp 3, 4. Độ ẩm 58 đến 96%, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, phía Nam 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, phía Nam 28 đến 31 độ C. Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá, và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét, độ ẩm 45 đến 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C.